Barbara, Miss Jackson. Kỹ năng nhầm nghiệm phương trình đa thức chứa ảnh M. Rồi, ở đây thì mình sẽ xếp 3 dạng chúng ta thường gặp nhất ha. Dạng thứ nhất là chúng ta sẽ đặt nhân thể chung. Thì dạng này sẽ khá là dễ. Và vì từ cái phương trình ban đầu thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta nhìn được cái nhân thể chung. Chúng ta đặt, chúng ta giải phương trình thôi. Rồi mình đến với câu ví dụ ở đây. Ví dụ x bình phương trừ cho m trừ 1 nhân cho x bằng 0. Giải phương trình bậc 2 rất là dễ. Mình chỉ biết là mình đặt x là nhân thể chung. Mình có nó là x. Rồi cái lượng đằng sau thì là trừ cho m trừ 1. Rồi, lượng này sẽ bằng 0. Thì chúng ta sẽ tương đương với lại hoặc là x bằng 0 hoặc là x bằng m trừ 1. Rồi, dạng đầu tiên này khá là dễ à. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với lại dạng thứ hai. Xét trên một cái phương trình đa thức bậc 2. Chúng ta có ba cái cách để chúng ta giải phương trình này mà mình thấy chúng ta thường gặp nhất. Cách thứ nhất đó là mình áp dụng hệ thức VS để mình nhìn được các cái nghiệm. Cách thứ hai là mình áp dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Và cách thứ ba đó là mình sử dụng Casio ha. Thì cái cách thứ ba này mình sẽ nói rõ hơn ở dạng thứ ba. Rồi, thì ở đây mình đang ở dạng thứ hai nên mình sẽ tập trung vào hai cách đầu. Đó là mình áp dụng hệ thức VS hoặc có thể là mình áp dụng công thức nghiệm bậc 2. Rồi, thứ nhất là mình nói lại hệ thức VS ha. Thì nếu như phương trình bậc 2 có hai nghiệm x1, x2 thì chúng ta có cái hệ thức VS đó chính là tổng hai nghiệm x1 cộng x2 nó chính là bằng trừ b chia cho a và tích của hai nghiệm x1 nhân cho x2 thì nó chính là bằng c chia cho a ha. Rồi đầu tiên thì bạn nhìn cho mình cái lượng trừ b chia cho a ở đây. Rồi bạn xem nó bằng bao nhiêu. Thì bạn nhìn cho mình cái lượng c chia cho a ở đây nó bằng bao nhiêu. Rồi sau đó là mình sẽ cần tìm hai cái lượng nhỏ sao cho tổng của hai lượng nhỏ này nó bằng trừ b chia cho a và tích của hai cái lượng nhỏ này nó bằng c chia a. Thì khi đó x1 nó sẽ là một cái lượng và x2 nó sẽ là lượng còn lại ha. Đó thì cái cách mình làm như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vào bài toán cho các bạn dễ hình dung hơn ha. Rồi mình có một cái phương trình bậc 2 như thế này. X bình trừ 2 nhân cho m cộng 2 nhân cho x cộng cho m bình cộng 4m cộng với lại 3. Rồi thì để nhận được hai nghiệm của phương trình này thì mình làm như sau. Thứ nhất đó là bạn thử áp dụng cái hệ thức VS này cho mình. Đó chính là tổng của hai nghiệm nó bằng trừ b chia cho a, tức là bằng 2 nhân cho m cộng 2. Rồi mình có thể mình nhân phân phối này vào thì mình được đó là 2m cộng 4. Tiếp theo tích của hai nghiệm x1 nhân x2 đó là bằng c chia cho a, tức là m bình cộng 4m cộng với lại 3. Rồi thì cái lượng m bình cộng 4m cộng 3 thì cái này dễ dàng mình thấy được nó chính là bằng m cộng 1 nhân cho m cộng 3 ha. Tiếp theo đó là mình quan sát đó chính là gì? Đó là tổng hai nghiệm thì nó bằng 2m cộng 4 mà tích của hai nghiệm thì nó lại bằng m cộng 1 nhân cho m cộng 3. Và bạn để ý cho mình điều gì? Đó là nếu như mà mình lấy m cộng 1 cộng với lại m cộng 3, tức là mình cộng hai cái lượng này lại với nhau thì nó lại ra được 2m cộng 4 không? Rồi mà tích của hai nghiệm thì nó cũng chính là cái lượng này. Cho nên là mình dễ dàng mình suy ra được đó là hai nghiệm của mình x1 nó bằng m cộng 1 và x2 nó sẽ là bằng m cộng 3 ha. Đơn giản không? Có nghĩa là mình sẽ nhậm các cái lượng sao cho tổng của hai cái lượng này nó bằng trừ b chia cho a và tích của cái lượng này nó bằng c chia cho a. Thường thì mình sẽ dựa vào cái lượng tích để mình chọn hai cái lượng phù hợp ha. Tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng áp dụng được cái kiểu này. Ví dụ đi, người ta chỉ cần sửa một chút thôi. Ví dụ như là tổng của hai nghiệm bằng 2m cộng 5 đi chẳng hạn thôi. Đó là mình thấy đó là mình sẽ rất là khó trong việc là mình tìm được cái lượng x1, x2 thỏa mãn. Nó sẽ rất là khó tìm. Đó. Cho nên là ở đây mình có một cái cách nữa. Đó là mình áp dụng công thức nghiệm bậc 2. Thì cách này nó rất là tổng quát. Bởi vì sao? Thứ nhất là mới vào bạn chỉ việc bạn tính cho mình delta hoặc là delta phẩy. Tùy ha, nếu như cái lượng b của mình nó chia cho 2 thì mình nên tính delta phẩy nó sẽ dễ hơn. Sau đó bạn áp dụng công thức nghiệm cho mình ha. Đó là x bằng trừ b cộng trừ căn delta chia cho 2a. Hoặc là nếu như mình tính delta phẩy thì x bằng trừ b phẩy cộng trừ căn delta phẩy chia cho a thôi ha. Đó. Rồi và bạn chú ý cho mình. Khi mà mình tính delta hoặc là mình tính delta phẩy ở đây thì bạn lưu ý là bạn phải nhớ biện luận số nghiệm của phương trình ha. Biện luận số nghiệm phương trình dựa trên delta và delta phẩy, tức là sao? Delta dương thì phương trình có hai nghiệm phân biệt, delta bằng 0 thì phương trình có một nghiệm kép và delta âm thì phương trình vô nghiệm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng mình làm thử ha. Thì bài kêu mình giải phương trình x bình
trừ cho 2 nhân cho m trừ 1 nhân cho x cộng với m bình trừ 1 bằng 0. Rồi bây giờ nếu như mình giả sử ha, bài này mình áp dụng theo cách là mình nhìn theo cái hệ thức VS thì sao? X1 cộng X2 thì nó bằng trừ B chia cho A, nó là bằng 2M trừ cho 2. Và tích của hai nghiệm X1 nhân X2 bằng C chia cho A là bằng M bình trừ 1. Thì mình viết lại nó là bằng M trừ 1 nhân cho M cộng 1. Thì theo lẽ thông thường thì mình sẽ tách nó thành hai cái lượng. X1 nó bằng M trừ 1 ha, X2 bằng M cộng 1. Tuy nhiên nếu như bạn cộng lại với nhau thì nó lại ra là 2M chứ không phải là 2M trừ 2. Cho nên là theo mình thấy cái cách làm theo hệ thức VS này nó sẽ không hợp lý ở đây. Rồi bây giờ mình áp dụng ha, đó là mình tính delta ra thôi. Ở đây thì cái b của mình nó là 2 nhân cho m trừ 1, nó chia hết cho 2, thì mình tính delta phẩy đi. Delta phẩy bằng b phẩy bình m trừ 1 bình trừ cho a nhân cho c. Ở a là bằng 1 ha, c là bằng m bình trừ 1. Cái này nó bằng cái gì? Nó bằng m bình trừ 2m cộng cho 1. Rồi mình trừ đi m bình trừ đi 1. Thì cái này mình rút gọn đi thì mình còn lại đó là trừ 2m cộng với lại 2. Rồi mình phải biện luận mà mình xét trường hợp đầu tiên, đó là nếu như delta phẩy của mình dương, tức là sao, tức là trừ 2m cộng 2 mà nó dương, thì phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt, đó là x bằng trừ b phẩy, b phẩy của mình nó là bằng trừ của m trừ 1, và trừ b phẩy thì nó là bằng m trừ 1 cộng trừ căn delta phẩy, tức là trừ 2m cộng 2 mình chia cho a, a đây bằng 1 nên nó hết à. Đó, thì mình phương trình này sẽ có hai nghiệm phân biệt như thế này. Và trường hợp tiếp theo nó là delta phẩy của mình nó bằng 0, tức là trừ 2m cộng 2 bằng 0. Thì phương trình này sẽ có một cái nghiệm kép, đó là x bằng trừ b phẩy chia cho a, tức là bằng m trừ 1. Còn nếu như delta phẩy của mình mà nó âm, tức là trừ 2m cộng 2 mà nó âm, thì phương trình sẽ vô nghiệm ha. Đó, thì cái này nó sẽ dựa vào yêu cầu bài toán. Ví dụ nó kêu là tìm m để phương trình có nghiệm kép đi, thì mình chỉ xét cái trường hợp ở giữa thôi ha. Hoặc là ví dụ nó kêu tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì mình chỉ xét trường hợp đầu thôi. Đó, ok ha, đó là tùy theo yêu cầu bài toán để mình xử lý ha. Với cái dạng thứ ba này thì khi người ta gặp bất kỳ một cái phương trình đa thức nào, người ta sẽ bắt đầu bằng cái việc đó là người ta thử với dạng thứ ba này trước ha. Đó là chẳng hạn như giả sử phương trình đa thức của mình mà nó có nghiệm đẹp. Có nghiệm đẹp là sao? Ví dụ nghiệm của mình nó là m, m cộng 1, m cộng 2, m trừ 1, m trừ 2, m trừ 10 vân vân ha. Đó là con số đẹp thì mình mới Casio được. Còn nếu như không á, thì bạn Casio nó sẽ ra số xấu. Nói chung là như vậy thì cũng không giải được phương trình đâu. Cho nên là nếu như phương trình có nghiệm đẹp, áp dụng công thức của dạng 3 này nó sẽ ra ha. Rồi, mình sẽ Casio nó như sau. Ví dụ từ một cái phương trình đa thức như thế này, bạn hãy chọn cho mình đó là giá trị của M. Thì bạn sẽ chọn cho mình M của mình nó bằng 1.000. Đó, với cái giá trị M bằng 1.000 này, bạn thế nó vào đa thức. Thì bạn sẽ được những cái con số đây đúng không? Ví dụ như 2 nhân cho M cộng 2 thì nó là bằng 2 nhân cho 1002 đó, nó là bằng 2004 ha. Đó, vân vân ha. Đó, bạn nghĩ bạn thế m bằng 1000 vào đây luôn, bấm nghiệm bằng Casio. Rồi sau khi bạn bấm nghiệm bằng Casio thì bạn sẽ thu được các cái nghiệm ha, mình xét cái kết quả của cái nghiệm đó là gì. Nếu như mà cái nghiệm mình giải ra được nó là bằng ví dụ như là 1000 đi, thì bạn dễ dàng suy ra được đó là thật ra nó chính là m ha. Tại vì bạn đã cho m bằng 1.000 rồi bạn bấm máy, thì khi mà bạn giải được nghiệm 1.000 thì nó chính là m. À, ví dụ nếu như nó gần đến 1.000, ví dụ 1.001 ha, hay là 1.002 gì đó, thì bạn sẽ hiểu cho mình ha. Thì mình đã cho m bằng 1.000 rồi, và mình giải được 1.002 thì nghiệm đó là m cộng 2. Hoặc là ví dụ ở đây là 2.003 đi, thì do mình đã chọn m bằng 1.000 nên 2.003 phần trăm cao của nó chính là 2m cộng với 3 ha. Đó, đó là tùy thuộc vào cái nghiệm mình bấm ra để bạn lựa chọn giá trị m cho nó đúng. Có nghĩa là bạn đã chọn m bằng 1.000 rồi, con số mình bấm ra được thì nó sẽ liên quan đến cái m đây ha, liên quan đến con số 1.000, thì bạn phải biến đổi nó theo cái m bằng 1.000 này ha, cho ra được cái tương ứng của nó. Còn cái trường hợp chẳng hạn như mà bấm ra cái nghiệm nhỏ, ví dụ như là 1 nè, 2 nè, 3 hay gì đó ha, thì ví dụ đi mình đã chọn m bằng 1.000 rồi, mình vẫn bấm ra được nghiệm 1, 2, 3 như thế này, thì cái 1, 2, 3 chính là nghiệm của cái phương trình đó luôn ha. Rồi đây bạn chú ý mình ha, ví dụ đi mình thu được cái nghiệm một phương trình nó là 1.000.000 đi, thì như mà để ý nha, 1.000.000 thì nó là bằng 1.000 bình phương, vậy thì ở đây cái nghiệm của mình nó có thể nó là m bình phương ha. Rồi đây mình sẽ đến cho bạn một số câu ví dụ. Rồi cho câu đầu tiên, giải phương trình x bình phương trừ 2 nhân cho m cộng 2 cộng với lại m bình cộng 4m cộng với lại 3 bằng 0. Thì cái này mình lấy lại ví dụ của cái cách đó là mình giải theo hệ thức VS, nhưng ở đây
mình sẽ áp dụng theo cái cách mà mình bấm Casio. Với giá trị ở 1.000 thì bạn nhập phương trình này vào máy tính cho mình ha. X bình phương trừ 2 nhân cho m cộng 2 là bằng 1.000 cộng với lại 2 nhân cho x cộng với lại 1.000 bình phương cộng với lại 4 nhân cho m là 4 nhân cho 1.000 cộng với lại 3. Đó, thì bạn bấm vào lượng hai nghiệm đó là 1.000 và 1.001. Thì bạn lưu ý cho mình đã chọn m 1.000 cho nên ở đây 1.003 nó chính là bằng m cộng 3. 1.001 thì nó chính là bằng m cộng 1 ha. Cho mình đã chọn m 1.000. Còn bây giờ mình đến với lại thêm một ví dụ nữa. Đó là giải phương trình x bình trừ cho m cộng 2 nhân cho x trừ cho m cộng 3 bằng 0. Rồi mình nhập phương trình này vào máy ha. X bình trừ cho m cộng 2, m là bằng 1.000 cộng với lại 2. Đây, nhân cho x trừ cho m là bằng 1.000 cộng với lại 3. Đây, thì phương trình này mình ra được hai nghiệm đó là 1.003 và trừ 1. Khi 1.003 đây thì nó là bằng m cộng 3. Còn cái trừ 1 này thì do cái nghiệm này nó nhỏ so với lại cái m là bằng 1.000 của mình. Cho nên là cái nghiệm trừ 1 này nó chính là cái nghiệm của cái phương trình này luôn ha. Cảm ơn đã xem, đã thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.